Rồi, hello, xin chào anh chị em, chào mừng anh chị em đến với kênh Thầy Chu Invest. Và ngày hôm nay như thường lệ cuối tuần thì em sẽ tiếp tục lên một video chia sẻ về cái góc nhìn của mình về thị trường hiện tại, là đưa ra những cái quan điểm cá nhân, và hy vọng rằng những cái chia sẻ này sẽ đóng góp cho anh chị em thêm nhiều góc nhìn. Rồi, trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ anh chị em có bốn cái chủ đề chính liên quan thị trường. Một là đầu tiên sẽ nói chia sẻ về tình hình hiện tại của thị trường, bao gồm cả những thông tin tích cực lẫn thông tin tiêu cực. Và phần thứ hai là chia sẻ anh chị em một số những sai lầm hiện tại mà nhà đầu tư đang mắc phải trong cái nhịp giảm điểm này của thị trường. Cái thứ ba sẽ đưa ra ba kịch bản chính của index và đi kèm hành động. Và cuối cùng là sẽ chia sẻ anh chị em cái danh mục tiêu cổ phiếu tiềm năng trong tuần tới anh chị em nhé. Rồi, đầu tiên đến với tình hình hiện tại của thị trường thì nó sẽ có hai thông tin tiêu cực và tích cực. Tuy nhiên, góc nhìn của em hiện tại một số những thông tin tiêu cực nó vẫn đang chiếm ưu thế và nó đang chiếm nhiều hơn so với những thông tin tích cực, cho nên khiến thị trường trong đoạn vừa rồi nó có sự giảm điểm rung lắc rất là mạnh mẽ. Đầu tiên, trong cái tuần vừa rồi thì có xuất hiện một số thông tin liên quan chiến tranh giữa Israel và Iran, là anh chị em biết rồi, và điều này nó sẽ làm ảnh hưởng lên một số những cái nguồn cung hàng hóa thế giới và từ đó gây áp lực gia tăng, đặc biệt trong đó có giá dầu. Cái thứ hai liên quan đến chính trị như là bắt bớ nhóm công ty cổ phần Thuận An về cái tội là vi phạm về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ đấy, thì thông tin này là một trong thông tin nó tác động tiêu cực đến cái nhóm xây lắp xây dựng, đặc biệt là nhóm đầu tư công. Và anh chị em thấy rồi, trong xuyên suốt cái nhịp vừa rồi thì nhóm đầu tư công gần như không có sóng, và khi thị trường điều chỉnh thì là một trong những cái nhóm điều chỉnh mạnh nhất. Và cái cuối cùng về mặt tỷ giá và lãi suất đấy chính là thông tin mạnh nhất và khiến cho cái áp lực thị trường giảm điểm rất mạnh trong tuần vừa rồi. Thì anh chị em biết là trong tuần vừa rồi và kể từ 2 tuần trở lại đây thì tỷ giá liên tục leo thang và đã có những mốc vượt qua đỉnh lịch sử, và hiện tại tỷ giá đã từng có lúc chạm mốc là 25.450 đồng, và đây cũng chính là cái mốc mà ngân hàng nhà nước đã bắt đầu can thiệp và bán đô ra ngoài thị trường kể từ ngày hôm qua hôm kia. Và anh chị em thấy rằng cái thông tin này là một trong thông tin mà tác động luôn, nằm trong thông tin tác động tiêu cực đến index và thị trường chung, và tác động tiêu cực liên quan đến tâm lý nhà đầu tư. Ở giai đoạn trước khi mà index có cái dấu hiệu tạo đỉnh quanh mốc 1.250 điểm ở cái giai đoạn tháng 8 tháng 9 ấy, thì cái thời điểm mà index đảo chiều giảm ấy, từ một xuống tăng tạo nền từ giai đoạn tháng 1 tháng 2 2023 và cũng đã tăng đâu đó cho anh chị em là khoảng hơn 200 điểm, tăng trong khoảng từ 4 đến 5 tháng và cũng đã có một nhịp giảm điểm rất là sâu, giảm từ đỉnh 1.250 điểm xuống vùng đáy 1.022-1.030 điểm, đâu đó giảm là hơn 200 điểm và tương ứng 18%. Và hiện tại cái nhịp này thì đang rất nhiều nhà tư nói sẽ có những sự tương đồng, đúng không ạ? Và duy nhất thì trong hiện tại thì có tuần vừa rồi thì có một số thông tin tích cực liên quan đến việc là triển khai và vận hành chính thức hệ thống KRX vào ngày mùng 2 tháng 5, tức là sau cái giai đoạn nghỉ lễ 30 tháng 4 1 tháng 5 thì ngay sau đó thì sẽ được vận hành hệ thống này. Trong cái thay đổi thị trường khi áp dụng hệ thống KRX vào ấy, ví dụ như là hạ cái thời gian giao dịch xuống từ T2.5 xuống còn T2 và tối đa là T0 anh chị em nhé, tức là cho phép nhà đầu tư mua bán cổ phiếu trong ngày. Cái thứ hai là cho phép nhà đầu tư tham gia với cái nghiệp vụ bán khống như short ấy. Thì hiện tại hai cái điểm này ấy, nó đang hiện tại hoạt động trên thị trường phái sinh thôi, là cho phép giao dịch T0 và cho phép cả hai chiều long và short. Đó, cái thứ ba là sẽ làm gia tăng cái thanh khoản của thị trường. Thì đối với cái thông tin này ấy, thì đây là một trong thông tin mà nhà tư đang rất kỳ vọng, đặc biệt cái nhóm hưởng lợi chính và mạnh nhất liên quan đến thông tin KRX, nó chính là nhóm chứng khoán anh chị em nhé. Thì luôn luôn là một trong những cái nhóm trong xuyên suốt giai đoạn vừa rồi có luôn luôn có những thông tin tin đồn liên quan đến KRX để làm trong những câu chuyện mà nhà tư kỳ vọng trong nhịp tới. Và hiện tại ngày 2 tháng 5 đã chính thức bắt đầu đưa vào vận hành rồi. Thì đây cũng có thể coi là một trong những thông tin tích cực có thể nâng đỡ cái nhịp rơi này của thị trường. Cái thứ hai, thông tin tích cực hiện tại anh chị em thấy quan sát về hành động của khối ngoại, đặc biệt là khối ngoại như anh chị mình cũng đã chia sẻ anh chị em rồi, là khối ngoại thực tế ra trong cái những đoạn năm gần đây ấy, thì việc tác động về mặt thanh khoản khối ngoại nó không quá lớn, khi mà cái mặt bằng chung thanh khoản thị trường đâu đó trên mức 17, 15, 17, thậm chí có những phiên 40.000 tỷ và giao dịch khối ngoại một phiên ấy đâu đó chỉ khoảng 1.000 và tối đa đâu đó trong kỳ vừa rồi là đến 2.000 tỷ. Thì về mặt thanh khoản thị trường ấy nó không tác động quá lớn, nhưng tuy nhiên về mặt tham minh, về mặt ảnh hưởng đến mặt tâm lý thì phải nói rằng trong cái đoạn vừa rồi về mặt tham minh của nước ngoài là vô cùng chính xác. Họ đã có một số động thái bán dòng cách đây hơn một tháng rồi và liên tiếp có những pha bán rất là lớn, có những phiên mà lên tới hơn 1.800 tỷ. Tuy nhiên đoạn tích cực hiện tại là gì, bắt đầu cho thấy trong khoảng 10 phiên trở lại đây thì cái áp lực bán nó không quá mạnh như đoạn trước và bắt đầu đã có đang xen những cái nhịp mua dòng ngược trở lại của khối ngoại, đặc biệt là thứ sáu vừa rồi trong cái nhịp thị trường giảm điểm thì khối ngoại đã mua dòng lên tới là 679 tỷ. Và anh chị em có thể nhìn thấy rằng là cái việc mua dòng khối ngoại họ mua rất là phân hóa, mua rất là đa dạng những cổ phiếu và trung bình cái lượng mua ấy đâu đó từ 30 đến 90 tỷ một cổ phiếu anh chị em nhé. Tương tự vậy thôi, đối với tự doanh thì trong xuyên suốt khoảng gần chục phiên trở lại đây thì cái áp lực bán đã giảm dần và quay trở lại đó là áp lực mua dòng trở lại, và là phiên thứ sáu vừa rồi cũng mua đâu đó 533 tỷ, mua cũng tương đối phân hóa, tương đối đa dạng, và đặc biệt là ở phiên ngày 16 tháng 4 ấy, tức là cái phiên mà giảm điểm mạnh nhất, giảm 60 điểm của thị trường, và khối ngoại cũng đã có được động thái mua dòng rất lớn lên tới 1.400 tỷ. Thì cái điều muốn nói ở đây là gì, là cái việc mà thay đổi trạng thái từ việc bán dòng sang mua dòng cũng là một trong những trạng thái mà anh chị em cần quan tâm và lưu ý, đặc biệt đối với khối ngoại.
Và đặc biệt là trong minh chứng trong đoạn gần đây thì cái việc về mặt tham minh của khối ngoại là vô cùng chính xác. Họ thường có những động thái bán dòng ở đoạn vùng đỉnh và bắt đầu mua dòng dần ở đoạn gần đáy, thì đấy cũng thể có thể coi là mặt tham minh để anh chị em quan sát thêm. Và nếu như trong đoạn tới mà khối ngoại tiếp tục có những động thái mua dòng liên tiếp đó từ 4 đến 5 phiên thì đó cũng chính là về mặt tham minh ấy, để anh chị em có thể là cân nhắc lựa chọn những điểm mua hợp lý, bởi vì rất có thể là khi mà khối ngoại quay ngược trở lại thì tâm lý nhà đầu tư cũng sẽ có sự tích cực và đi kèm theo một số thông tin như em vừa chia sẻ, thì có thể là cái nhịp rơi này của thị trường sẽ có nhịp cân bằng trở lại, hay người ta gọi là cân bằng đáy, được chưa? Đó là cái đầu tiên. Cái thứ hai, chị em chia sẻ anh chị em một chút liên quan một số những sai lầm, và mong muốn rằng là để dựa vào những sai lầm này để anh chị em tránh khỏi những cái lỗi mà chúng ta đã mắc phải trong cái đoạn gần đây. Thì em cũng có nốt nhanh cho anh chị em đây rồi, nó có bốn sai lầm phổ biến mà trong cái nhịp vừa rồi rất nhiều anh chị em khách hàng cũng như là rất nhiều anh chị em nhà đầu tư đã mắc phải. Cái đầu tiên là nhà đầu tư thường không có kế hoạch quản trị rủi ro khi mà có những cái sự kiện thiên nga đen hay có những cái sự kiện giảm giá một cách bất thường đối với thị trường ấy. Thì hiện tại em chia sẻ với anh chị em rồi, trong xuyên suốt cái giai đoạn khi mà index tạo cái vùng đỉnh hiện tại quanh 1230, 1240 đến 1000 gần 1300, thì trong giai đoạn này thì trong xuyên suốt đó giai đoạn lửa sau ấy, thì em cũng đã có lên những video chia sẻ và cảnh báo anh chị là đang có tín hiệu khả năng cao thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh và giảm điểm, đúng không ạ? Điều trọng nói trong cái video ngày hôm nay ấy, đó là chúng ta cần phải biết xác định sớm có một số dấu hiệu của thị trường để cảnh báo cho anh chị em chuyển trạng thái từ tấn công sang phòng thủ ngay lập tức. Anh chị em thấy này, xu hướng trước đó của index ấy, nó đang xu hướng tăng, đúng không ạ? Nó tạo mẫu hình là đỉnh đáy, đỉnh cao, đỉnh sau, cao đỉnh trước và đáy sau, cao đáy trước. Và khi cái xu hướng này vi phạm, đặc biệt là khi giá vi phạm cắt qua khỏi đường trên này, cắt qua khỏi đường trên này tăng này, thì đây chính là một cái tín hiệu bán ra của thị trường. Đó, cái thứ nhất, đấy là cái thứ hai đó gì? Anh chị em thấy là cái xu hướng nó đảo chiều từ gì? Đang tạo từ những cái mẫu hình là gì? Đỉnh sau, cao đáy trước và đáy sau, cao đáy trước, thì ở giai đoạn hiện tại anh chị em thấy là đã có dấu hiệu tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước rồi, cho thấy là cái tín hiệu đảo chiều là cao. Và những cái tín hiệu liên quan đến việc là index nó thủng qua những đường MA quan trọng như MA 50 và thủng qua cái hỗ trợ ngang quan trọng quanh 1230, 1240 ở tuần trước thì em đã chia sẻ rồi, đây là một trong những cái mốc mà vô cùng quan trọng anh chị em quan sát. Và nếu như index nó thủng qua vùng này thì bắt buộc anh chị em phải hạ tỷ trọng dần cổ phiếu, và những anh chị em mà đang dùng margin bắt buộc phải hạ margin, và những anh chị em mà đang tỷ trọng cổ phiếu lớn ở trong danh mục bắt buộc chúng ta phải hạ về tỷ trọng an toàn. Và cái tỷ trọng mà em thường chia sẻ với anh chị em trong nhịp vừa rồi, trong tuần vừa rồi ở ở video cuối tuần trước ấy, là chia sẻ anh chị em chỉ nên nắm giữ đâu đó khoảng 30% cổ phiếu thôi và 70% là tiền mặt, được chưa? Đó, cái sai lầm thứ hai đó là gì? Là cố gắng đưa ra những dự đoán của thị trường hoặc là nghe những dự đoán của các chuyên gia khác trên thị trường trong đoạn vừa rồi, đúng không ạ? Và ở minh chứng trong đoạn này rất nhiều các chuyên gia trên thị trường, đúng không ạ, họ cũng đã đưa rằng họ cũng sẽ dự báo rằng là thị trường sẽ không giảm điểm đâu, và đây chỉ là một trong những cái pha rũ của nhỏ lẻ thôi, anh chị em đừng quá sợ. Và rất có thể là nhịp này của thị trường sẽ vượt qua 1.300, thậm chí 1.400, 1.500, đúng không ạ? Thì cái việc mà thường xuyên đưa ra những dự báo thị trường và quá tin tưởng những dự báo của các chuyên gia khác ấy, thì nó khiến cho chúng ta có một góc nhìn nó không được thực sự là trung lập, và góc nhìn nó chỉ là một chiều thôi. Và có một cái muốn nói anh chị em và chia sẻ anh chị em trong rất nhiều cái video trước, là thị trường tài chính thì nó luôn luôn có rất nhiều biến số và luôn luôn có rất nhiều kịch bản. Và có một cái điều mà em muốn anh chị em nhà đầu tư cần lưu ý đó là gì? Là trên thị trường tài chính thì không có gì là không thể xảy ra, và thị trường nó thiên biến vạn hóa. Kịch bản thị trường thì nó luôn luôn có ba kịch bản, đúng không ạ? Một là tăng, hai là đi ngang, ba là giảm, đúng không ạ? Tại sao trong trận vừa rồi chúng ta chỉ có nhìn kịch bản tăng? Cái việc mà chúng ta kỳ vọng thị trường tăng ấy là điều không sai, nhưng chúng ta thiếu đây là gì? Là thiếu việc quản trị, là chúng ta thiếu những cái hành động cụ thể khi mà thị trường nó có những cái phản ứng đi ngược cái suy nghĩ của nhà đầu tư thì chúng ta phải quản trị như thế nào. Và cái thứ ba đó là việc là anh chị em quản trị danh mục, là chúng ta phải đưa ra những cái kế hoạch quản trị phù hợp. Ví dụ như là khi thị trường uptrend, thị trường tăng, chúng ta để tỷ trọng tiền mặt và cổ phiếu như thế nào? Khi thị trường điều chỉnh giảm điểm, chúng ta phải cơ cấu hạ ra làm sao để trong cái quá trình thị trường tăng điểm ấy, chúng ta có thể thiên hướng về tấn công. Nhưng khi mà thị trường rơi vào đoạn đảo chiều từ tăng thành giảm và có nhiều thông tin tiêu cực thì chúng ta bắt buộc phải bảo vệ cái danh mục của mình, thay thay từ cái chiến thuật từ tấn công sang phải phòng thủ ngay, để làm sao chúng ta tránh qua khỏi sự rung lắc, những cái nhịp giảm điểm của thị trường, để bảo toàn vốn, để từ đó những cái nhịp sau chúng ta có vị thế tốt hơn, có một lượng tiền mặt nhất định để có thể là cơ cấu lại danh mục. Cuối cùng ấy, đó là cái sai lầm rất là phổ biến, đó là bắt đáy. Em biết là có rất nhiều anh chị em đã trong nhịp vừa rồi đã đoán đúng đỉnh và thoát gần như toàn bộ danh mục ở cái giai đoạn trên mốc 1240 đến 1300 điểm, đúng không ạ? Tuy nhiên, nếu như anh chị em không tỉnh táo và tham bắt đáy sớm ở trong cái nhịp này thì rất có thể là cái thành quả mà anh chị em bảo vệ danh mục ở đoạn trước ấy, nó sẽ bị tan biến khi mà anh chị em vào tham gia bắt đáy quá sớm. Bởi vì lý do vì sao mà rất nhiều nhà đầu tư luôn có một cái xu hướng là muốn bắt đáy thị trường, bởi một điều nhất thôi, là nếu như anh chị em bắt đáy thành công thì cái tỷ suất lợi nhuận nó vô cùng cao trong khoảng thời gian vô cùng ngắn. Ở trong giai đoạn trước thì để mà có một cái tỷ suất sinh lời 20, 25, 30% thì đâu đó cổ phiếu của anh chị em thường phải tăng ít nhất trong vòng từ 2 cho đến 3 tháng, đúng không ạ? Nhưng nếu như mà ở trong những nhịp rơi mạnh của thị trường và có nhịp bắt đáy thành công ấy, thì việc anh chị em có 20 đến 30% về mặt cổ phiếu ấy, đâu đó nó chỉ đâu đó diễn ra trong 2 đến 3 tuần.
Thế đấy chính là lý do vì sao mà rất nhiều nhà đầu tư bắt đáy. Tuy nhiên, cái hành động bắt đáy hay gọi là hành động bắt tháo rơi nó luôn tiềm ẩn rủi ro vô cùng lớn, đặc biệt là cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường và kể cả những nhà đầu tư có nhiều kinh nghiệm dày dặn trên thị trường, thì cái việc mà bắt đáy, bắt giao rơi thị trường là vô cùng nguy hiểm. Đây là bốn cái sai lầm phổ biến mà em nhận thấy trong cái nhịp giảm vừa rồi. Thì thông qua cái sai lầm này thì hy vọng rằng anh chị em sẽ có những cái góc nhìn khách quan về thị trường, thay vì chúng ta đi đoán thị trường và chúng ta lên kịch bản và kèm hành động tương ứng. Rồi trước khi đi chia sẻ ba kịch bản của thị trường trong nhịp tới ấy, thì cũng nhắc lại anh chị em một chút về cái xu hướng hiện tại của thị trường đang ở xu hướng gì. Thì anh chị em có thể rất dễ nhìn thấy là xu hướng trước đó của index ấy, nó đang ở xu hướng tăng kể từ khi tạo đáy ở mức 1023 điểm và tạo đỉnh loanh quanh mốc 1292 điểm, tức là tăng đâu đó hơn 200 điểm rồi, và trong cái khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng. Nếu về mặt thăm minh ấy, thì em chia sẻ anh chị em rồi, đây chính là thường là một trong những cái mặt thăm giai đoạn tăng trưởng từ giá từ 4 đến 5 tháng, thì sau đó thì thường sẽ có những điều chỉnh. Ở giai đoạn trước cũng vậy thôi anh chị em thấy không ạ, giai đoạn mà tạo hai đỉnh ở quanh mốc 1250 điểm ấy, thì index cũng đã có cái nhịp tăng kể tháng 4 và tạo đỉnh ở tháng 9, tức là giai đoạn khoảng từ 4 tháng rưỡi đến 5 tháng là index có những điều chỉnh giảm điểm rất là mạnh. Và giai đoạn này cũng tương tự như vậy thôi. Và nếu anh chị em nhìn hình dung qua ấy, thì cái mẫu hình của index ở trong nhịp này nó rất tương đồng với nhịp trước anh chị em nhé. Và hiện tại anh chị em thấy rồi là phiên thứ hai đầu tuần này là một trong những phiên đánh dấu cái bước chuyển ngoặt về xu hướng của thị trường. Nó đang duy trì một xu hướng tăng, đảo chiều và xu hướng giảm khi nó vi phạm hai yếu tố. Một là tạo mẫu hình đỉnh đáy, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Là cái thứ hai là biên độ rơi của index đã thủng qua cái đường trendline tăng, chuyển biến từ một xu hướng tăng thành xu hướng giảm bởi hai yếu tố đó. Và với cái khối lượng anh chị em thấy là với khối lượng là tăng dần. Rồi để đi phân tích thị trường trong cái nhịp tới ấy, thì em thông thường thì em sẽ dựa vào ba bộ câu hỏi sau để từ đó xác định những cái nhịp rơi và những nhịp đảo chiều cổ phiếu. Cái câu đầu tiên đó là chúng ta phải xác định được cái xu hướng hiện tại của thị trường nó đang là xu hướng gì. Đó, xu hướng tăng, xu hướng giảm hay xu hướng đi ngang. Điều rồi anh chị em thấy rằng index đã kết thúc một xu hướng tăng rồi và đang đảo chiều thành một cái xu hướng giảm mới. Cái thứ hai câu hỏi anh rất nhiều anh chị quan tâm là gì, vậy nó giảm thì khả năng cao nó sẽ giảm về đâu? Thì để mà xem xét cái việc mà index nó sẽ giảm về đâu ấy, nó sẽ dựa vào một số những cái ngưỡng hỗ trợ kháng cự, có thể là những vùng hỗ trợ kháng cự trong quá khứ, có thể dựa vào những biên độ rơi trong quá khứ, có thể dựa vào mặt timing và mặt thời gian, và anh chị em có thể dựa vào một số những đường chỉ báo quen thuộc như là Fibonacci. Thì cái đầu tiên về mặt biên độ, anh chị em thấy rằng là ở đây em đã đánh dấu sẵn cho anh chị em những vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng của thị trường. Thế nếu như mà nhìn phân tích về mặt quá khứ ấy, ở nhịp rơi trước của index ấy, thì anh chị em thấy là cái biên độ rơi của index từ khi tạo đỉnh đến khi tạo đáy là đâu đó khoảng là loanh quanh mốc 18%. Và nếu như giống với cái nhịp hiện tại của index, nếu giảm tương ứng với biên độ khoảng 15-18% ấy, thì index hoàn toàn có khả năng test lại về cái vùng nền dưới quanh 1083 điểm. Đấy yếu tố đầu tiên. Và yếu tố thứ hai là gì? Là về mặt kháng cự ấy, về mặt hỗ trợ hiện tại của index ấy, thì nó đang có những cái kháng cự quan trọng sau. Một là quanh mốc 1160 điểm. Điểm thứ hai là quanh mốc 1120 điểm và điểm cuối cùng là 1083 điểm. Đó. Theo quan điểm cá nhân của em thì khả năng index sẽ có một cái nhịp cân bằng đáy trở lại và cái nhịp phục hồi khi mà index tiệm cận lại vùng nền dưới quanh mốc 1120 điểm đến 1125 điểm. Bởi bốn cái lý do sau. Nhất là sang tuần tới chị biết là một số thông tin tích cực liên quan đến việc là nhà ngân hàng nước cũng đã bắt đầu can thiệp vào tỷ giá để giúp tỷ giá ổn định hơn này. Cái thứ hai liên quan đến việc là hệ thống KDX sẽ chính thức đi vào vận hành. Và cái thứ ba là vì về mặt khối ngoại và tự doanh ấy, thì cũng đang có cái động thái mua dòng dần trở lại rồi. Với những cái thông tin đó thì khả năng cái nhịp rơi sắp tới của thị trường nó sẽ có dự chậm lại. Cái lý do thứ hai đó là gì, là ở cái vùng 1122 điểm này, đây chính là một cái vùng hội tụ về hỗ trợ của thị trường. Nếu anh chị em sử dụng cái công cụ Fibonacci, anh chị em thấy là ở đây chính là cái vùng hỗ trợ quanh cái mức là Fibo 0.618. Đây là một trong những cái mốc mà hỗ trợ rất là quan trọng của thị trường. Nếu chúng ta xem lại cái nhịp trước index rơi ấy, thì anh chị em biết rằng là index cũng có một cái nhịp dừng rơi, tạo đáy đi lên khi mà giá tiệm cận ở cái vùng Fibo 0.618. Và nếu như cái nhịp sau xảy ra tương đồng so với nhịp điều chỉnh trước của thị trường ấy, thì rất có thể index sẽ có nhịp cân bằng đáy quanh mốc 1122 điểm. Nếu chúng ta cái thứ ba, nếu anh chị em nhìn rộng ra thì anh chị em thấy là một cái xu hướng chính hiện tại kể từ khi tạo đáy tháng 11/2022 thì index vẫn đang đi trong một cái trendline tăng trong một cái khung thời gian lớn, và cái vùng quanh 1122 điểm đây cũng chính là cái vùng giá của thị trường khi tiệm cận đúng cái đường trendline tăng của index. Đây cũng chỉ coi là một trong những vùng giá có thể nâng đỡ của thị trường. Cái thứ ba là anh chị em thấy là cái chỉ báo RSI ấy, nó cũng đang tiệm cận ở vùng quá bán thôi, quanh mốc 29 điểm. Thì nếu như index điều chỉnh giảm thêm một nhịp nữa đó, đâu đó khoảng 4-5% nữa, thì khả năng cao RSI sẽ rơi vùng quá bán, thì cái xác suất đảo chiều là có anh chị em nhé, đảo chiều là có. Và cái thứ tư ấy, nếu như mà mẫu hình anh chị em thấy rằng là ở trong nhịp trước ấy, thì trung bình những cái cổ phiếu ấy, nó thường có biên độ rơi ra đó từ 25-40%, và trong đoạn này anh chị em để ý rằng là hiện tại cổ phiếu trung bình các cổ phiếu đã rơi ra đó khoảng từ 20-25% rồi, tức là đang vào ở trong cái vùng đảo chiều với xác suất là cao. Đấy là lý do vì sao mà em muốn chia sẻ anh chị em là gì, khả năng index sẽ có khả năng cân bằng đáy và phục hồi khi nó tiệm cận vùng 1122 điểm. Tuy nhiên đấy chỉ là góc nhìn về cá nhân thôi, và cái điều em muốn nói ngày hôm nay ấy, thay vì cái dự báo của thị trường nó có thể đúng, nó có thể sai, nhưng cái điều chúng ta cần làm là đưa ra những cái hành động phù hợp đối với từng kịch bản của thị trường. Thì ở đây có nốt cho anh chị em có ba kịch bản chính để anh chị em quan tâm. Kịch bản đầu tiên ấy
Loại index có khả năng đi sideways, tích lũy cân bằng đáy sớm ở quanh cái vùng giá 1160 đến 1200. Đó, đây chính là kiểu bản đầu tiên, là kiểu bản mùa vàng. Thì đối với kịch bản thị trường đi sideways này, hành động chúng ta là gì? Là dành cho những anh chị em mà đang bị kẹt hàng ấy, đang bị âm hiện tại ấy, thì có thể là tận dụng những nhịp hồi ngắn hạn này để cơ cấu hạ tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục. Đúng không ạ? Bởi vì tất cả chúng ta đều không biết rằng là gì, nếu như index nó có cân bằng đáy hiện tại ở đây, nó cân bằng để đi lên hay cân bằng để đi xuống, chúng ta không thể biết được, đúng không ạ? Tuy nhiên là trong cái nhịp sideways này nó sẽ có những nhịp phục hồi cổ phiếu, thì anh chị em nên tận dụng nhịp này để hạ bớt tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn, được chưa? Và dành cho những anh chị em nào hiện tại đang có tỷ trọng tiền mặt cao thì anh chị em hoàn toàn có thể là cân nhắc lấy vị thế trước, vị thế sớm ở những vùng nền giá dưới, được chưa? Để nhớ đâu kịch bản index có khả năng phục hồi đáy từ đây đi lên thì chúng ta đã có vị thế tốt rồi, và cái việc tiếp theo chúng ta gia tăng vị thế thôi. Còn kịch bản thứ hai ấy, đây là trong kịch bản mà rất nhiều nhà đầu tư đang kỳ vọng, đúng không ạ? Index sẽ có sự phục hồi, thì hành động dành cho những anh chị em hiện tại đang bị kẹt hàng và đang bị âm thì đây chính là cơ hội rất là tốt để mà anh chị em tiếp tục hạ dần tỷ trọng đến mức an toàn đó. Và dành cho những anh chị em nào mà đang có tỷ lệ tiền mặt lớn thì hoàn toàn có thể là gia tăng dần tỷ trọng cổ phiếu. Và kịch bản cuối cùng là kịch bản số 3. Đây là kịch bản mà gần như không nhà đầu tư nào mong muốn xảy ra. Tuy nhiên rằng là chúng ta phải luôn có những kịch bản trong trường hợp rủi ro nhất, đó là index tiếp tục thủng qua mức 1150 đến 1160 điểm. Hành động là gì? Là đối với những anh chị em nào đang có vị thế không được tốt thì bắt buộc, đối với điểm cá nhân của em thì em sẽ hành động rất quyết liệt, đó là gì? Là bán cắt lỗ toàn bộ để bảo vệ tài khoản. Bởi vì rất có thể là nếu như những cái vấn đề liên quan nhức nhối trong hiện tại liên quan đến tỷ giá và lãi suất ấy, nó không được kiểm soát, mặc dù là ngân hàng tiếp tục bán đô nhưng mà giá đô vẫn, tỷ giá vẫn dâng cao, nâng lãi suất lên rồi nó vẫn không hạ nhiệt, hoặc là liên quan vấn đề chiến tranh hay liên quan chính trị nào đó chúng ta không biết, thì rất có thể là index khi thủng qua nó phải giảm sâu xuống nữa. Thì cái việc làm tốt nhất chúng ta thì là bảo vệ tài khoản trước, được chưa? Bảo vệ cái số vốn chúng ta, bảo vệ danh mục của chúng ta trước. Thì đây là ba kịch bản mà em muốn chia sẻ với anh chị em đi kèm hành động tương ứng anh chị em nhé. Tôi phần cuối cùng sẽ chia sẻ anh chị em danh mục cổ phiếu có thể đánh trong nhịp tới và những điểm mua tiềm năng mà anh chị em cần quan sát trong quá trình mà index có những cái nhịp tái cân bằng đáy và phục hồi đi lên anh chị em nhé. Đầu tiên đến với nhóm ngân hàng là cổ phiếu BIDV. Anh chị em thấy là cái xu hiện tại của BIDV nó đã đảo chiều, thấy xu hướng tăng, xu hướng giảm rồi. Nó gần như tất cả cổ phiếu trên thị trường bây giờ là gãy chen hết rồi, gãy hết những vùng hỗ trợ kháng cự quan trọng và đang có xu hướng đảo chiều từ tăng thành giảm, đúng không ạ? Thì em đây có chia sẻ anh chị em có hai vùng giá. Một là dành cho anh chị em đánh T cộng, canh những nhịp hồi ngắn hạn của thị trường là quanh vùng giá 46.9, là khi cổ phiếu test lại cái đáy cũ và test lại cái đường MA 100. Và anh chị em thấy là cái đường RSI ấy nó cũng đang tiệm cận ở cái quanh mốc là 37.9, gần ở cái vùng quá bán rồi, thì xác suất đảo chiều là có anh chị em nhé. Còn cái điểm thứ hai là dành cho anh chị em đánh chung và dài hạn và những điểm mua an toàn hơn, có thể đi tỉ trọng được nhiều hơn là quanh mốc 43.7. Đây chính là cái vùng hỗ trợ quan trọng của BIDV khi nó test lại những cái đỉnh cũ nó từng vượt qua, và đây chính là cái vùng hội tụ của đường MA 200. MA 200 là cái chỉ báo về mặt xu hướng rất là quan trọng về mặt dài hạn đối với cổ phiếu. Và khi BIDV có cái xu hướng điều chỉnh test lại vùng nền dưới thì khi đó anh chị em để ý cho mình là gì? Là cái đường chỉ báo RSI ấy nó sẽ tiếp tục đâm xuyên xuống cái đường vùng quá bán, thì cái xác suất đảo chiều đối với giai đoạn này đối với BIDV là rất là cao. Và nếu như cổ phiếu BIDV tiếp tục giảm, đâm qua vùng hỗ trợ quan trọng quanh 43.7, thủng qua đường MA 200 thì bắt buộc chúng ta phải hạ tỷ trọng thoát hàng. Đây chính là cái vùng giá exit của anh chị em, cái vùng quản trị rủi ro mà rất quan trọng anh chị em nhé. Tiếp theo đến cổ phiếu của CTG ấy, thì cái điểm mà anh chị em cần quan sát trong nhịp tới là quanh vùng giá 29.4-29.5. Cái vùng giá này chính là cái vùng rất giống BIDV thôi, là cái vùng nền dưới test lại vùng đỉnh cũ, test lại đường MA 200 anh chị em nhé. Tiếp theo đến với cổ phiếu của Techcombank thì Techcombank hiện tại vẫn đang duy trì trong một xuống tăng thôi, tạo mô hình là đỉnh sau cao đỉnh trước và đáy sau cao đáy trước. Tuy nhiên Techcombank hiện tại đang có dấu hiệu là tạo cái đỉnh thấp dần rồi, đó, tạo mô hình hai đỉnh rồi. Và nếu trong tuần sau mà Techcombank có dấu hiệu vi phạm cái vùng hỗ trợ quan trọng quanh mức 43.8 thì khả năng cao Techcombank sẽ có một cái nhịp tiệm cận vùng nền dưới. Thì ở đây em có chia sẻ anh chị em hai vùng giá từ với hai phong cách. Một là những anh chị em mà mong muốn đánh trading T cộng ấy, đánh ngắn ấy, thì cái vùng quanh 43.8 là vùng anh chị em hoàn toàn có thể cân nhắc được. Tuy nhiên đến cổ phiếu vi phạm và thủng qua cái đường MA 50 thì ngay lập tức anh chị em phải hạ tỷ trọng thoát hàng ngay. Còn nhịp tới em kỳ vọng một cái nhịp điều chỉnh sâu hơn của thị trường và điều chỉnh sâu hơn của cổ phiếu để chúng ta có những vùng cổ phiếu mua an toàn và tránh việc mua quá sớm ấy. Thì anh chị em có thể kỳ vọng với nhịp giảm điểm của Techcombank test lại vùng nền dưới quanh cái vùng 39.7, vùng giá 40 là anh chị em hoàn toàn cân nhắc được nhé. Rồi tiếp theo đến với cổ phiếu MBank, anh chị em thấy là MBank hiện tại vẫn đang duy trì trong một xu hướng tăng và vẫn đang rất tôn trọng cái đường trên line tăng này, đang tạo mô hình đỉnh sau cao đỉnh trước rồi. Và ở đây nó sẽ có hai vùng hỗ trợ quan trọng đối với MBank. Một là vùng 21.8-22, vùng thứ hai là quanh 20.2. thì đối với hai vùng hỗ trợ quan trọng này nó sẽ có hai cái điểm mua anh chị em có thể kỳ vọng. Một là dành cho anh chị em đánh ngắn ấy, đánh T cộng ấy, thì có thể cân nhắc mua quanh vùng 21.8-22, cắt lỗ ngay khi thủng nền. Vùng thứ hai ấy, đây là vùng giá 20.2 ấy. Đây chính là vùng hội tụ vô cùng quan trọng bởi bốn yếu tố. Một là vùng hỗ trợ ở vùng đỉnh cũ, cái thứ hai là vùng tiệm cận đường MA 200, cái thứ ba là tiệm cận đường trên lai tăng, và cái thứ tư ấy là khi mà cổ phiếu điều chỉnh về nền dưới thì cái chỉ báo RSI ấy nó cũng có dự là rơi vào vùng quá bán thì xác suất đảo chiều là cao. Thì đây là bốn yếu tố mà cho thấy là khi MBank nó có nhịp điều chỉnh về vùng giá 20.2-20.3 khả năng đảo chiều là có, và khi đó thì index cũng có cái nhịp rơi về vùng 1160 điểm.
thì xác suất đảo chiều là cao. Thứ hai đến cổ phiếu là ACB, thì ACB hiện tại đang đi sideways ở trên cái nền giá quanh vùng 26.4, 27 anh chị em nhé. Và cũng có hai cái vùng quan trọng, một là vùng 25.2 và vùng thứ hai là quanh vùng 23.9. Thì đây là hai cái vùng giá mà anh chị em có thể canh bắt được với cổ phiếu của ACB trong dịp tới. Tiếp theo đến cổ phiếu của VIB, thì VIB cũng đã chỉnh cho đến hiện tại ở thời điểm này là đâu đó loanh quanh mốc 12 đến 13% rồi. Và cái xu hướng tăng trước đó của VIB đã bị phá vỡ, đã tạo mô hình là đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước rồi. Và cái nhịp mà anh chị em có thể kỳ vọng bắt được đối với VIB trong nhịp tới là khi cổ phiếu có dấu hiệu điều chỉnh và test lại cái vùng đỉnh cũ để đỉnh tháng 9, test lại vùng hỗ trợ quan trọng và test lại đường ngang 100. Và khi đó thì RSI cũng rơi vào vùng quá bán, thì anh chị em chỉ cần quan sát thêm một yếu tố nữa, đó là về khối lượng. Và nếu như khối lượng có dấu hiệu giảm dần và cái nhịp rơi với cái tốc độ yếu dần và có những cái phiên phục hồi nhất định ấy, thì đây là thời điểm mà anh chị em có thể cân nhắc được đối cổ phiếu của VIB. Tiếp theo đến cổ phiếu của TIBank. TIBank hiện tại đang là một trong những cổ phiếu mà tính thời điểm bây giờ đã rơi đâu đó là khoảng 18 đến 19% rồi, cũng là một trong top cổ phiếu rơi mạnh trong nhóm bank. À, cái mức độ rơi đã gấp đôi so với thị trường chung, so với index. Và cái vùng giá kỳ vọng quan trọng đối với TIBank ấy trong nhịp tới ấy, đó chính là vùng 19, đó chính là vùng 15.9 và 16. Anh chị em thấy là hiện tại về trong một cái khung thời gian trung hạn ấy, thì TIBank đang đi trong mô hình sideways, đúng không? Anh chị em thấy là đang tạo mô hình là đỉnh sau cao gần bằng đỉnh trước và đáy sau cao gần bằng đáy trước. Thì đây chính là cái vùng giá mà anh chị em hoàn toàn có thể cân nhắc được đối với cổ phiếu của TIBank. Và anh chị em thấy là trong giai đoạn điều chỉnh này của TIBank, anh chị em thấy là cái khối lượng đã thấp dần rồi. Chỉ báo RSI cũng đang rơi vào giai đoạn quá bán rồi. Điểm mua quanh 15.9 16 có ngay khi thủng nền. TIBank kỳ vọng phục hồi là quanh vùng đỉnh cũ, quanh vùng giá 19, vùng giá 20. Tiếp theo là cổ phiếu của OCB. Xu trước đó của OCB đang đi theo hình là kênh song song hướng lên. Anh chị em thấy không ạ? Đang đi theo hình kênh song song hướng lên. Hiện tại của OCB thì nó đã gãy qua đường kênh giá rồi và thủng qua đường MA200. Thì để mà bắt một cái nhịp cân bằng mới của cổ phiếu OCB thì anh chị em cần quan sát hai vùng giá. Một là quanh vùng giá 13 và vùng giá thứ hai là test lại cái vùng đáy cũ quanh cái vùng giá 12. Thì đối với hai cái vùng giá này anh chị em có thể cân nhắc được, dành cho anh chị em đánh T cộng ấy, là cân nhắc mua quanh vùng giá 13, và dành cho anh chị em đánh trung hạn và dài hạn hơn ấy, anh chị em phải kỳ vọng chờ đợi một cái nhịp cân bằng đáy của thị trường. Khi đó thì OCB rất có thể sẽ điều chỉnh về vùng giá 12.1, 12.2. Đây là thời điểm mà anh chị em có thể cân nhắc được đối với cổ phiếu này. Rồi tiếp theo đến với cổ phiếu của SSI. SSI hiện tại anh chị em thấy là nó cũng đã có xu hướng gãy qua cái đường trendline tăng rồi, gãy qua cái mẫu hình là kênh trong song hướng lên. Nó đã duy trì trong dạng trước đó. Và hiện tại thì nó sẽ có hai cái điểm bắt dành cho anh chị em. Một là dành cho những em bắt T cộng ấy. Và đặc biệt là sau tuần tới thì có thông tin rất là tích cực liên quan đến nhóm chứng khoán khả năng cao sẽ thu hút được lực cầu vào. Đó là hệ thống KRX. Thì đối với cổ phiếu của SSI anh chị em có thể cân nhắc đánh T cộng khi mà nó có cái dấu hiệu test lại cái vùng Fibo 0.5, và đây cũng chính là cái vùng hội tụ đối với đường MA200. Thì khả năng cao nếu anh chị em là cân nhắc đánh T cộng thì hoàn toàn có thể cân nhắc quanh cái vùng là 32.6 khi giá trên đường MA200, và nếu như giá có dấu hiệu vi phạm qua vùng giá này anh chị em ngay lập tức hạ thì chọn thoát hàng. Đấy là dành cho anh chị em đánh T cộng. Và còn những anh chị em là cẩn trọng hơn và có những điểm mua an toàn hơn thì rất có thể là thì anh chị em có thể kỳ vọng SSI nó cân bằng đáy ở vùng bên dưới quanh vùng giá 29.7, 29.8 thì sẽ an toàn hơn dành cho anh chị em. Tiếp theo đến cổ phiếu của VSI. VSI là một trong cổ phiếu điều chỉnh tương đối sớm và tương đối là nhiều trong đoạn này, đã điều chỉnh là khoảng 20% rồi, và nó có hai cái vùng giá để anh chị em quan sát. Một là vùng giá 40.5, cái vùng thứ hai là quanh 44.1. Hiện tại cái xu hướng chính của VSI vẫn đang duy trì xu hướng tăng thôi, và nó đang có hai cái vùng hỗ trợ quan trọng đối với VSI trong đoạn này. Một là quanh vùng 4.1, 4.2. Và đối với quan sát của mình ấy, thì khi nó có nhịp điều chỉnh khoảng gần 20% rồi và sau tuần tới nó có thông tin tích cực liên quan hệ thống KRX thì rất có thể đây chính là cái nhịp mà anh chị em có thể bắt dần đối cổ phiếu VSI được. Thì cái điểm mua này là dành cho anh chị em có thể lấy vị thế sớm và dành cho anh chị em đánh T cộng nhé. Còn nếu như index có nhiều điều chỉnh sâu hơn về vùng nền dưới vùng 1.100 ấy, thì VSI không thể tránh khỏi cái điều chỉnh sâu hơn và rất có thể tái cân bằng ở vùng nền dưới quanh mức 40.5. Thì đây chính là hai cái vùng giá mà anh chị em có thể quan sát. Tiếp theo đến cổ phiếu của HCM cũng tương tự vậy, cũng đã có một điều chỉnh từ đỉnh về vùng nền dưới đó khoảng 16.7% rồi, và xu hướng tăng của HCM trong cái khung giá lớn ấy nó vẫn đang được duy trì anh chị em nhé. Và có hai cái vùng giá anh chị em cần quan sát, một là quanh vùng 24.9, điểm thứ hai là quanh vùng giá 21.6. đây là hai cái vùng mà anh chị em cần quan sát trong đoạn tới. Và cái điểm đánh T cộng ấy, anh chị em phải quan sát là sau tuần tới cân nhắc mua quanh vùng 24.9 khi mà có thông tin tích cực liên quan đến hệ thống KRX, đúng không ạ? Và điểm thứ hai là điểm dành cho anh chị em đánh trung hạn và điểm mua an toàn hơn là quanh vùng 21.6. Cổ phiếu VX là một trong cổ phiếu mà đã có nhịp giảm từ đỉnh về, hiện tại là khoảng 24%. Đây cũng là một trong những cổ phiếu trong nhóm chứng khoán ấy có nhịp sụt giảm mạnh nhất. Và về mặt khối lượng ấy thì cũng đang chưa thấy có cái dấu hiệu cho thấy cái lực giảm này có cái dấu hiệu suy giảm. Thì anh chị em có thể cân nhắc bắt cổ phiếu VIB khi nó test lại vùng nền dưới, vùng hỗ trợ quan trọng phía dưới quanh cái vùng giá 14 anh chị em nhé. Tiếp theo đến cổ phiếu MBS thì hiện tại xu hướng của nó vẫn đang duy trì xu hướng tăng thôi, và có hai cái vùng quan trọng anh chị em quan sát. Một là quanh 24.8, đây chính là cái vùng mà anh chị em phải đánh T cộng và mua vị thế sớm.
Và cái điểm thứ hai ấy, điểm an toàn hơn là anh chị em phải cân nhắc khi cổ phiếu test lại vùng nền dưới, test lại đường 31, đường MA 200. Rồi tiếp theo đến với cổ phiếu của FTS thì cái vùng anh chị em cần quan sát đó chính là vùng quanh giá 46.8, 47. Đây chính là vùng hỗ trợ quan trọng là vùng đỉnh tháng 9. Và ở cái vùng này cũng tiệm cận cái vùng MA 200, cái vùng phản ứng quan trọng của thị trường. Và anh chị em thấy rằng là RSI nó cũng đang tiệm cận vùng quá bán rồi. Và nếu như FTS nó có những điều chỉnh sâu hơn về vùng giá dưới thì khi đó RSI cũng rơi vào dạng quá bán rồi, đảo chiều là cao đối với cổ phiếu này. Rồi tiếp theo đến cổ phiếu BIDV thì anh chị em có thể quan sát cái vùng nền tương tự đối với FTS thôi, là test lại đỉnh tháng 9, là test lại đường MA 200, là quanh vùng giá 40.2. CTS tương tự vậy, cái vùng mà anh chị em quan sát giúp mình là quanh vùng giá 32.3, 32.4 anh chị em nhé. Cuối cùng là cổ phiếu VDS. VDS cũng đã có những điều chỉnh tương đối sâu kể khi tạo đỉnh, đến thời điểm bây giờ là giảm 23-25% rồi. Thì rất có thể cổ phiếu sẽ có những cân bằng trở lại khi test lại cái vùng nền dưới, test lại đường MA 200, và khi đó RSI cũng ra rơi vào cái vùng quá bán thì xác suất sẽ đảo chiều đối cổ phiếu này là cao ở giai đoạn cái vùng giá quanh 16.9, 17 nhé. Rồi sang đối với nhóm thép đi, đầu tiên là cổ phiếu của Hòa Phát. Thì riêng đối cổ phiếu Hòa Phát ấy, thì mình cũng đã từng chia sẻ với anh chị em là mọi mức giá dưới 30 là anh chị em hoàn toàn có thể gom được cổ phiếu này. Và đối với Hòa Phát thì hiện tại nó đang có cái dấu hiệu chậm lại và dừng rơi quanh cái đường MA 200 và quanh cái vùng nền dưới quanh 27.2, 27.3. Thì đối quan điểm của mình ý, thì đây là chính là cái vùng mà anh chị em có thể cân nhắc được đối với cổ phiếu của Hòa Phát. Tiếp theo là đối cổ phiếu của Hoa Sen. Anh chị em thấy là Hoa Sen thì nó cũng đã gãy qua cái đường MA 200 và gãy qua vùng hỗ trợ quan trọng 20.8 rồi. Thì để mà cân bằng đáy trở lại thì Hoa Sen nó sẽ có hai vùng mà anh chị em quan sát, một là 15.8 khi mà index có những điều chỉnh sâu, và điểm thứ hai là điểm 18.2. Đối với cổ phiếu của Nam Kim cũng tương tự vậy thôi, hiện tại đang có rượu gãy thủng qua cái đường kênh trên sông hướng lên và có hai cái vùng giá, một là vùng 19.6 và điểm thứ hai quanh vùng giá 20.7 là anh chị em có thể cân nhắc được. Đối với nhóm bất động sản thì có cổ phiếu của DIG. Anh chị em hình dung đối với nhóm bất động sản ý, thì cái mẫu hình chung chính của nhóm bất động sản là đi trong mẫu hình là kênh song song hướng lên. Đối với cổ phiếu của DIG thì nó đã gãy qua cái vùng nền quan trọng là quanh cái vùng giá 32, 33 rồi, và hiện tại đang có nhịp tái cân bằng trở lại ở vùng 26.1 và vùng giá thứ hai là vùng 23.5. Đây là hai vùng giá anh chị em quan sát và có thể cân nhắc hạ tỷ trọng dần đối với cổ phiếu của DIG. Tương tự vậy là Phát Đạt cũng vậy thôi, hiện tại đã rơi về vùng 26.1 rồi và đang có dự test lại đường MA 200. Đối với điểm này của phiếu anh chị em có thể cân nhắc là đánh T cộng được, cân nhắc mua quanh vùng 26.1, cắt lót ngay khi thủng nền, thủng MA 200 anh chị em nhé. Cổ phiếu Khang Điền thì cũng đã giảm đến hiện tại bây giờ là khoảng 17-18% rồi, và phiên thứ 6 vừa rồi đã có dấu hiệu rụt chân cổ phiếu khi tiệm cận lại vùng nền dưới quanh 31.8 và test lại đường MA 200. Đường RSI cũng đang tiệm cận ở vùng quá bán rồi, và anh chị em thấy khối lượng ấy, thì nó cũng đang có dự giảm dần rồi, thì xác suất cao là khi, nếu như index có nhịp cân bằng sớm ấy, thì KDH sẽ có cái nhịp cân bằng lại ở vùng quanh giá 31.8, thì đây là vùng giá anh chị em phải cân nhắc được nhé. Lâm Long cũng tương tự vậy thôi, Lâm Long thì cũng đã rơi về vùng nền dưới rồi. Tuy nhiên Lâm Long có dấu hiệu xấu hơn đối với Khang Điền là đã thủng qua đường MA 200 và đang có dấu hiệu thủng qua cái vùng hỗ trợ quan trọng quanh cái mốc là 35.5. Thì đối với Lâm Long anh chị em phải cân nhắc cái vùng nền dưới là quanh 31.9, 32. Còn dành cho anh chị em T cộng có thể cân nhắc quanh vùng giá này nhé. Rồi tiếp theo đến cổ phiếu của TCH ấy, thì TCH là một trong cổ phiếu mà có cái nhịp điều chỉnh thấp nhất trong nhóm bất động sản trong nhịp vừa rồi, và cũng là một trong cái nhóm mà có cái câu chuyện và kỳ vọng cao nhất liên quan đến quỹ đất ở Hải Phòng đang rất là hot. Thì đối với TCH sẽ có hai điểm, một là điểm đánh T, anh chị em phải cân nhắc mua quanh 14.7. Điểm thứ hai đánh trung hạn ấy, anh chị em phải cân nhắc mua quanh 13 nếu như cổ phiếu có dự điều chỉnh về nền dưới, test lại đường MA 200. Rồi sang đối với nhóm bất động sản khu công nghiệp, đầu tiên là cổ phiếu của Ship. Ship thì hiện tại anh chị em thấy là cũng đang duy trì một xu hướng tăng trong dài hạn thôi. Và hiện tại trong cái nhịp điều chỉnh này rất có thể Ship sẽ có cái nhịp test lại vùng nền dưới quanh 67.7. Đây chính là vùng đỉnh tháng 9 và hội tụ của đường MA 200. Đối với cổ phiếu Phúc Hòa anh chị em phải cân nhắc giải ngân quanh cái vùng giá 51.2. Tương tự vậy, test lại đỉnh tháng 9, test đường MA 200 và RSI cũng đang có dự quá bán. Về mặt khối lượng thì cũng đang có dự giảm dần rồi. Rồi tiếp theo đến cổ phiếu của SSC. Anh chị em thấy SSC vẫn đang duy trì trong một cái xu hướng tăng tương đối tốt. Tuy nhiên thì hiện tại trong nhịp điều chỉnh này của thị trường, SSC cũng đã chỉnh đâu đó khoảng 18-19% rồi và đã có đi phản ứng và có khả năng tạo đáy sớm hơn thị trường ở khi test lại cái vùng nền quan trọng quanh 37.2 và 37.3. Thì đây là vùng giá mà anh chị em có thể cân nhắc được giải ngân tỷ trọng nhỏ vừa phải đối với cổ phiếu này. Theo đến cổ phiếu của nhóm vật liệu như là Vicostone hiện tại đang đi trong mô hình là kênh song song hướng lên và nó sẽ có hai cái vùng giá anh chị em quan tâm. Một là cái vùng tiệm cận đường MA 100 và đường MA 200 quanh vùng giá 60.5, và cái điểm thứ hai nếu như index điều chỉnh sâu ấy thì rất có thể nó sẽ có điều chỉnh vùng nền dưới quanh vùng giá 55.8. Thì cái điểm đầu tiên ấy luôn là cái điểm anh chị em cân nhắc đánh tỷ trọng lớn, tỷ trọng nhỏ, lấy vị thế và đánh T cộng nhé. Còn điểm dưới là anh chị em có thể gia tăng vị thế lớn được. Đến với cổ phiếu của Phú Tài tương tự vậy. Phú Tài hiện tại vẫn đang duy trì trong xu hướng tăng thôi và đang có dự test lại vùng đỉnh tháng 9, test lại đường 350. Ở phiên thứ 6 vừa rồi thì cũng đã có một cái dấu hiệu rụt chân cho thấy cái dấu hiệu lực cầu đã vào đỡ đối với Phú Tài rồi. Dấu hiệu dòng tiền anh chị em thấy nhịp chỉnh này cũng đang có dấu hiệu thấp dần. Đối với nhịp mua này của Phú Tài ấy, thì mình chia sẻ là gì? Nên đánh tỷ trọng nhỏ, đánh T thôi chị em nhé. Khi mà cổ phiếu này đang có nhiều điều chỉnh không quá lớn, hiện tại điều chỉnh ở đó khoảng 89% thôi và rất dễ có khả năng giảm bù nếu như index tiếp tục có nhịp điều chỉnh. Thì đối điểm mua này của Phú Tài chị em cân nhắc mua quanh vùng 60.5, cắt lót ngay khi thủng nền, thủng MA 50 và MA 100.
Đối với nhóm cao su ấy thì đối với cổ phiếu của DRI đó, đối với cổ phiếu DRI thì anh chị em phải cân nhắc là gì? Giải ngân nếu như cổ phiếu có những điều chỉnh về vùng nền dưới quanh vùng giá 10.1, 10.2 và test lại đường MA 50 anh chị em nhé. Cân nhắc được đối với cổ phiếu này. Liên quan đến câu chuyện về giá cao su vẫn đang rất là tốt. Tiếp theo đến cổ phiếu của DLC, cũng tương tự vậy. DLC thì nó có mức giảm mạnh hơn và lớn hơn đối với DRI, giảm hiện tại là 20% rồi và đang có dấu hiệu test lại cái đường MA 100. Thì anh chị em có thể cân nhắc nếu như DRI test lại đường MA 200, test lại vùng này dưới quanh cái vùng giá là 26.6, 27 là anh chị em hoàn toàn có thể cân nhắc được đối với cổ phiếu này. Và cuối cùng trong nhóm cao su đó chính là cổ phiếu của GVR. GVR là một trong những cổ phiếu mà dành được rất nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư trong đoạn vừa rồi. Tuy nhiên khi thị trường điều chỉnh ấy, thì nó không thể tránh khỏi những điều chỉnh rồi và đã tạo mô hình hai đỉnh và điều chỉnh đến thời điểm bây giờ là khoảng 20%. Thì vùng giá anh chị em có thể cân nhắc giải ngân được đối với cổ phiếu này khi có dấu hiệu test lại cái vùng hỗ trợ dưới và test lại đường MA 100 là đây là vùng giá anh chị em có thể cân nhắc được. Mua quanh vùng 25.7, 25.8, cắt lót ngay khi thủng MA 100, thủng nền, thủng MA 200 và TB kỳ vọng về vùng đỉnh cũ nhé. Rồi sang đến với nhóm thủy sản có cổ phiếu Vĩnh Hòa. Anh chị em thấy là Vĩnh Hòa hiện tại vẫn đang duy trì trong xu hướng tăng và đang có dấu hiệu test lại vùng đỉnh tháng 9, test lại đường kênh giá lên ở quanh vùng 68.2. Thì đối với điểm mua này đối với Vĩnh Hòa ấy, thì chia sẻ anh chị em là cân nhắc đánh với tỷ trọng nhỏ, đánh T cộng thôi. Quanh vùng giá 68, cắt lót ngay khi thủng nền, thủng MA 100 anh chị em nhé. Và TB kỳ vọng về vùng đỉnh cũ. Và cuối cùng là sang đến với nhóm bán lẻ có cổ phiếu là DGW. Anh chị em thấy là DGW trong nhịp vừa rồi cũng là một trong nhịp mà tăng rất là tốt. Tuy nhiên thì đã có nhịp chỉnh kể từ khi tạo đỉnh đến thời điểm bây giờ là khoảng 22-23% rồi. Nếu anh chị em thấy rằng là cái nhịp trước của DGC ấy, nó đã có nhịp chỉnh 34% rồi sau đó mới đảo chiều. Thì DGW nó đã giảm qua tất cả những vùng hỗ trợ và đường MA quan trọng, đặc biệt là đường MA 200. Thì chúng ta cần có một cái nhịp cân bằng đủ an toàn để anh chị em quay trở lại với cổ phiếu này. Khi có dấu hiệu test lại vùng nền dưới quanh vùng giá 49-50. Khi đó thì cổ phiếu cũng đã có cái biên độ chỉnh đâu đó khoảng 30-31% rồi là đủ an toàn để anh chị em có thể cân nhắc được. Mua quanh vùng giá 48.6, kỳ vọng về vùng đỉnh cũ và cắt lót ngay khi thủng nền anh chị em nhé. Và cuối cùng đến cổ phiếu của Masan. Cổ phiếu Masan nằm trong cổ phiếu mà đã có nhịp điều chỉnh sớm hơn thị trường và tính đến bây giờ ấy, thì nó cũng đã có điều chỉnh đâu đó khoảng 20% rồi, đã quay trở lại cái vùng nền dưới. Thì anh chị em có thể cân nhắc được đối với cổ phiếu này khi mà nó đã có dấu hiệu cân bằng đáy sớm, dừng rơi trước với thị trường bởi vì nó rơi trước mà. Anh chị em cân nhắc mua quanh vùng 60-65.1, cắt lót ngay khi thủng nền và TB anh chị em phải kỳ vọng về vùng đỉnh cũ anh chị em nhé. Thì đó là toàn bộ kịch bản và những cái cổ phiếu mà anh chị em cần quan sát trong nhịp tới và hy vọng rằng những cái chia sẻ này của mình thì sẽ đóng góp cho anh chị em thêm nhiều góc nhìn. Rồi một lần nữa rất cảm ơn anh chị em đã lắng nghe video và hẹn gặp lại chị em ở những video tiếp theo.